Chiều nay ngày 3 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã đến thăm lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cách ly tập trung đối với công dân về quê tự phát tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, khu vực Đồng Gò. Ban quản lý khu cách ly đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra canh gác 24/24 giờ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân thực hiện cách ly cũng như an toàn dịch bệnh, không để lây nhiễm chéo trong khu vực. Các địa phương cũng đã tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho bà con về đây cách ly. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam thống nhất ý kiến của ban quản lý khu cách ly và lưu ý thực hiện một số công việc trọng tâm trong thời gian tới. Tỉnh có chủ trương là đón tiếp bà con về theo kế hoạch, có nghĩa là có tổ chức phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để đón bà con về. Thì trong thời gian vừa qua thì đã đón 3 đợt, tổng số là khoảng 2.500 người. Thì bà con về rồi được cách ly, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh. Thì hiện nay đã làm đợt thứ 3, đợt thứ 3 là gần 700 người. Thì hiện nay cũng đang cách ly rồi kiểm soát là cái tình hình dịch bệnh của bà con. Rồi cách ly 7 ngày, sau đó thì sẽ cho bà con về tiếp tục cách ly ở tại nhà. Còn riêng như bà con về tự phát thì đặc biệt là từ ngày 1 tháng 10 cho đến nay thì đến giờ này thì có khoảng 2.400 người từ thành phố Hồ Chí Minh, rồi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An thì đã về tới Bến Tre từ ngày 1 cho đến ngày hôm nay. Thì để giải quyết vấn đề này đó thì tỉnh cũng đã chủ động để lên kế hoạch để đón tiếp bà con, để làm sao sắp xếp bà con là cách ly một cách an toàn. Thì đến giờ này thì 2.400 người thì Ủy ban dân tỉnh đã phân công là các địa phương, các huyện thành phố, rồi mỗi một địa phương đó là phải chuẩn bị 500 chỗ để cách ly cho bà con, là đảm bảo là chỗ ăn, chỗ nghỉ, rồi chỗ cách ly tốt nhất để cho bà con an tâm trong cái thời gian cách ly, trong thời gian 7 ngày. Thì trong quá trình đó thì sẽ thực hiện các cái nghiệp vụ chuyên môn về y tế để phân loại ra coi có bà con nào bị F0 hay không để đưa đi kịp thời, đưa đi điều trị, không để lây lan. Còn số còn lại thì sẽ được xét nghiệm, test nhanh trong 3 lần. Nếu như âm tính thì sẽ được đưa về tiếp tục cách ly tại gia đình. Thì đến giờ này thì ngoài các khu cách ly của các huyện, thành phố thì tỉnh cũng đã chuẩn bị cái điểm cách ly của tỉnh khoảng 1.000 chỗ nữa. Thì có thể nói là cái công tác chuẩn bị để đón tiếp bà con, tuy là bà con về trong cái điều kiện là nó không có an toàn, tự phát, nhưng mà trách nhiệm của tỉnh thì cũng cố gắng lo cho bà con một cách tốt nhất, thì để làm sao đảm bảo an toàn cái dịch bệnh. Đặc biệt là tỉnh Bến Tre hiện nay chúng ta là đang phấn đấu, đã đạt cái vùng xanh rồi, thì chúng ta cũng tiếp tục giữ vững cái thành quả này. Cho nên là cái việc bà con về đó thì mình cũng sẽ chuẩn bị hết sức gọi là chu đáo để không để lây lan cái dịch bệnh. Từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021, khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, khu vực Đồng Gò đã tiếp nhận 409 trường hợp công dân Bến Tre về quê tự phát.